hello mọi người à, lại là mình đây thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái con game này thì để cho các bạn chơi cái trò chơi này nó tối ưu nhất thì mình sẽ đưa ra một số cái tiêu chuẩn hoặc là một cái hướng dẫn hoặc là một cái mẹo để cho anh em là leo nhanh hơn khỏe hơn thì anh em có thể biết được ấy thì khi mà mình chơi nhiều ấy mình sẽ hiểu rằng cái yếu tố tấn công nó rất là quan trọng các bạn có thể thấy khi mà cái thất tỉnh của mình ấy, mình đã tẩy hết về 100% tấn công và mình đang thừa một một a đá là khá là nhiều. Thì mình hiện tại mình chưa biết là tẩy cái gì. Thì khi mà anh em chơi ấy anh em mới nhận ra được một điều rằng là nên tối ưu việc uh, kiếm kim cương bởi vì cái kim cương giai đoạn sau này nó hỗ trợ cho mình lên lên cái uh, sức mạnh rất là nhiều bởi vì mấy cái ví dụ như đá tẩy gì sau free hàng ngày nó cũng có thôi nhưng cái kim cương thì anh em kiếm được nhiều ấy thì anh em sẽ uh, triệu hồi được trang bị thì khi mà anh em triệu hồi ấy thì nó sẽ có cái level này thì đối với hình như theo cảm quan của mình ấy khi anh em lên level 10 thì sẽ ra nhiều đồ ét hơn nhiều nhé S đặc biệt ét ấy nó sẽ dễ ra đặc biệt ét hơn siêu đặc biệt ét nhé không phải đặc biệt đâu, chưa đặc biệt hết. Thì để mà anh em kiếm được cái uh, kim cương nhiều nhất ấy thì nó là ở đây, hầm tối phát triển. Cái hầm tối phát triển này một ngày anh em kiếm được tầm 38 đến 40 hầm tối phát triển. Thì với khi mà mình mắc thì với 38 với 38 này thì chúng ta sẽ kiếm được khoảng tầm 200k kim cương. Đấy, các bạn có thể thấy là 231 kim cương Khá là nhiều Thì 231 kim cương mà mình tiêu triệu hồi này là quá tuyệt vời luôn Bây giờ mình sẽ triệu hồi cho các bạn xem Là tầm được 3.000 lần triệu hồi Thì giai đoạn sau này thì anh em sẽ tập trung vào Triệu hồi cái này khá là nhiều Các bạn thấy chưa Siêu đặc biệt C này, siêu đặc biệt C này Đấy. Thì cái mà khiến cho anh em tăng sức mạnh là cái trang bị nó tăng khá là nhiều vì nó sẽ là theo tỷ lệ b phần trăm là mình sẽ chuyển qua cho anh em xem mình triệu hồi một tí nữa đây các anh em thấy chưa s siêu đặc biệt nổ luôn kìa đấy nó nổ rất là nhiều đấy nổ c này siêu đặc biệt này chỉ cần nổ một s siêu đặc biệt là anh em cũng lãi rồi đấy lại ra s siêu đặc biệt nữa thì anh em biết rằng bây giờ nó fit rồi hay sao ấy Ngày xưa mà mình anh em xem những video cũ thấy nó khá là khó ra nhưng bây giờ nó ra rất dễ Thì anh em tập trung để trái để kim cương dành cho vấn đề triệu hồi này nhé Thì làm thế nào mà để mình kiếm được cái này nhiều, hầm tối phát triển này nhiều Đó là anh em phải dựa vào con pet Đây thì cái con pet này Cái con pet vàng này Nó có tỷ lệ cho anh em 1% ra yêu tinh vàng Mà cái con yêu tinh vàng thì nó sẽ rớt ra cái chìa khóa hầm tối phát triển rất là nhiều Anh em nhớ nhé Khi mà mình apply ấy, thì mình 100% mình phải apply mang con pet vàng vào nhé anh em mang con pet vàng pet vàng này vào thì khi đó anh em sẽ kiếm được rất là nhiều cái hầm tối phát triển này đấy rồi anh em lại để kim cương anh em triệu hồi ở đây, chả mấy chốc anh em cực kỳ mạnh luôn. Đấy, đây là mình triệu hồi đủ rồi này. Đây. đây là được một cái siêu đặc biệt. Ui. Ui anh em mày chán lắm ra khiêng. Ok. Thì khi mà anh em ra được khách thì anh em đừng có nâng siêu đặc biệt lên, anh em hãy thăng cấp nó lên nhá. Anh em mình nhắc lại nhá ét siêu đặc biệt anh em đừng có siêu việt nó lên mà anh em hãy thăng cấp nó lên để nó ra ngẫu nhiên thần thánh mà khi mà ra thần thánh ấy thì anh em lên đúc siêu việt cho nó để mình lên level chứ đừng có tôi luyện tôi luyện thì sau này anh em xác định chơi cái thần thánh nào ấy thì mình sẽ tôi luyện nó lên mình cứ làm siêu đặc biệt đó tại sao mình bảo là mình nên làm siêu siêu việt bởi vì khi mà mình làm siêu việt ấy thì mình có lượng tấn công rất là cao mình mặc vào ví dụ như đây là siêu việt hai đây là siêu việt không thì các bạn thấy là siêu việt không đấy là vũ khí công không nhé thì tấn công nó chỉ là hai b thôi nhưng khi mà anh em có siêu việt cộng hai thì tấn công nó lên tới 94 b mà trong khi đó ấy, một cái siêu đặc biệt ấy thì nó chỉ là hai b thôi hay là s siêu đặc biệt nó cũng chỉ là hai b thôi nó rất là phèn thì hợ, mình nghĩ cái này nó mới fit thì anh em tranh thủ à, nó phải cũng được tháng rồi đấy đợt mà mình quay kia thì nó khác nhưng bây giờ thì cái trang bị anh em nên tập trung còn về vấn đề đá quý có nên dồn không thì anh em đá quý nó chỉ cho anh em ví dụ như viên đá quý này viên đá quý ngon nhất đúng không Nó cho anh em chỉ 8A thôi 8A nghĩa là nó nhỏ hơn b rất là nhiều đấy 12A 18B 18A rất là nhỏ nên mình không nên tập trung quá nhiều vào cái này mình chỉ tẩy hoặc là lo lo anh em chơi tí là được tiếp theo là con pet này cũng vậy thì anh em kiếm đủ pet là được thôi chứ đừng có đầu tư vào kim cương vào pet quá nhiều đây thì ví dụ như mình cho anh em đây là một cái khiêng thì khiêng thì nó ra may rủi thì mình cũng không tha thiết lắm thì khi mà khiêng này thì mình sẽ thăng cấp nếu mà nếu mà, nếu mà nó nổ ra cái này nữa thì ngon thì đa số mà hiện tại mà thường ấy thì đam sẽ to hơn thủ rất là nhiều cực kỳ nhiều nên khiến cho việc anh em là ít chơi thủ lắm người ta cần đam để leo máp cho nhanh tại sao leo mắm nhanh Thì anh em kiếm vàng càng nhiều thôi đấy này nó nổ ra cái này đấy thì nổ ra cái này thì khi mà thăng cấp đấy thì cái thăng cấp thì anh nó sẽ mở cho anh em cái độ tôi luyện thôi nên thường thường thì mọi người sẽ làm với siêu việt nhé các bạn Ví dụ như cái này mình chưa cường hóa lên này. Mình đục và đục siêu việt cho Đấy thì có một số cái khiêng thì nó cũng khá là ngon Ví dụ như khiêng này này Khiêng này tăng năng lực thường thánh với năng lực hạ ám khá là ngon này Hoặc là khiêng này giảm thời gian thì khá là nhỏ anh em ạ đối với một trận đánh mà khi mà vào đánh bó thì anh em sẽ cần cái hắc ám hơn đấy thì mình nói qua để cho anh em mà cảm quan như thế ví dụ như độ tô luyện ok nếu mà hiện tại mà mình siêu việt đúng không siêu việt nó lên thì mình sẽ lên cái gì siêu việt nó lên thì nó có lên cho mình cái level này thấy không Đấy anh em nó vẫn là level quyền năng hắc ám level 1 đúng không? thì thôi mình sẽ không diệt chưa diệt mà mình sẽ đợi mình để tăng cấp có một cái nữa mà anh em cần để ý cho mình nhé là khi mà anh em mà đi cái đột kích bón này ấy, thì đột kích bón này nó có một số cái ngoại trang để mình tẩy cho nó có một số cái ngoại trang mang tính chất là siêu đặc biệt nói chung là khi mà anh em tẩy đến giai đoạn mà anh em thừa cái đá thừa thừa cái đá tẩy đó nhá khi mà anh em thử cái đá này Thử cái đá 1 a cái đá này gọi là đá gì nhỉ ờ, ấy thừa khi mà anh em thử cái đá thay đổi tùy chọn này thì lúc đó anh em sẽ trong cái bó này trong cái đột kích bó này anh em không cần chọn nữa mà anh em sẽ tập trung vào cái vé thất tỉnh nha nhé anh em. Bình thường thì anh em sẽ tập trung vào cái vé thức tỉnh hoặc là cái vé trang bị cho mình nhé. Đây, ngày xưa thì mình cứ hay chọn mấy cái đá thay đổi tùy chọn này nhưng bây giờ mình lại không cần nữa. Mình sẽ ưu tiên lấy cái thức tỉnh nha anh em. Bởi vì giai đoạn này về sau thì ai lên thức tỉnh càng sớm thì càng mạnh thôi. Còn giai đoạn đầu thì mọi người tẩy cũng đủ. Ở à, đây có một điều mà mọi người cần quan tâm nữa. Là đây là lâu lâu nó sẽ ra cho mình ngoại trang. Ngoại trang cũng như cánh màu đỏ nha nhé. Thì cái này khá là ngon. Nhưng kiếm thì nó hơi lâu một tí. Nó khá là mất nhiều thời gian. Và anh em quá trình chơi cũng phải lâu mới tích lũy được ấy. thì hiện tại tính đến, đến thời điểm hiện tại này thì mọi người sẽ thường tập trung tiêu kim cương cho việc là trang bị nhé mọi người còn mấy cái bùa mà mình mua cũng bình thường mấy con bé này mình cũng không cần tha thiết lắm đâu mọi người nhé hoặc là kỹ năng thế. ví dụ như cái này siêu đặc biệt nó ra cho mình một cái thức tỉnh cũng này anh em lấy cũng được này đấy ví dụ như đây cũng có thức tỉnh này mình lấy thức tỉnh luôn này thì cái thức tỉnh uh, giai đoạn sau này nó khá là cực kỳ quan trọng luôn cho anh em nhé bởi vì anh em lên thức tỉnh càng nhanh thì thứ nhất là nó mạnh nó mở cho anh em nhiều ô tẩy và nó búp khá là ghê đấy búp một cách quái vật luôn đấy không phải là búp yếu nữa đâu thì bình thường ấy, anh em nào mà tẩy mát tay thì nó sẽ ra hai cái bùa thức tỉnh cho mình thôi với cái thức tỉnh này thì ở cửa hàng cũng như là ở mấy cái kia thì nó cũng có bán anh ngày ba lần thêm mà anh em mà thích xem quảng cáo ba lần nữa thì được ba lần nữa hay nói chung là khá là có nhiều nơi để kiếm cho anh em anh em chơi nhiều thì chắc cũng cảm nhận được thôi đấy uh -huh. Mình hiện tại thì cũng đang bị kẹt con bot này thì phải Về cái vàng ấy, Vàng thì anh em leo map càng cao Thì quái đánh càng nhiều vàng Nha. Nên mình cũng cứ thoải mái Về vấn đề kiếm vàng Mà nâng trang bị đi đấy, Chắc là qua rồi anh nhưng... em thì uh, anh em để ý, giúp mình là để kiếm kim cương nhanh nhất là hầm tối phát hiện nha anh em đấy có thất tình rồi này thì uh, đợt vừa rồi có cái sự kiện này thì anh em thích bắt buộc phòng trăm bàn tay em sẽ chọn cái này rồi khi mà anh em nổ hũ cái này thì anh em sẽ chuyển sang cái khác thôi Đây cái dị giới này mua theo tuần cũng ngon này anh em Mình thì chưa thức tỉnh bảy Thức tỉnh bảy nữa thì nó kinh khủng lắm Anh em có thể thấy này Khi mà mình thức tỉnh bảy Thì anh em xem chưa Hai cái khác nhau của cực kỳ ghê luôn Gấp đôi sức mạnh luôn Quá quái vật Nói hiện tại thì thức tỉnh bảy là đã mắc Nó chưa 18 hay sao cái mà hầm tối trang bị này thì về sau nó cũng không không ngon cho lắm anh em bởi vì từ đợt mà nó fit cái triệu hồi ấy thì bây giờ triệu hồi trang bị nó ra được ép khá là nhiều nên anh em cứ thoải mái nhé cứ bỏ kim cương ở đó đi Thôi video của mình đến đây kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video được tiếp theo. Xin chào.